À, xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy hồng một mai nó nở bông quá trời luôn, dài tới kia luôn. Thì này mới trồng các bạn, cũng còn nhỏ thôi, đang nuôi chim dài nè. Ha, này thì còn đang nuôi mới trồng nó mấy tháng, không cũng được cả năm rồi đó. Ha, quay cho các bạn xem qua trời, quá trời luôn bạn. Khủng không? Cứng luôn. Đó. Thì cái này là trồng vô hai cái bầu nữa bạn. Nè, mới trồng vô thôi. Chưa dỡ bầu ra nữa ha. Bầu trên bầu dưới luôn rồi. Đó. Đó. Thúc kia luôn. Thì hôm nay mình đang bứng cái lô bên kia các bạn, để qua mình quay cho bạn xem cái lô kia, cây bự rút, cái này mới thôi, cây kia thì trồng một năm mấy, hai năm rồi. Bộ chào bá luôn các bạn. Qua hồng một mai thì các bạn thấy là nó nở liên tục vậy đó, quá trời quá đất luôn. Múc là kia kìa, hai hàng dài tút nặng luôn. Đây các bạn, cây này nó bự hết trơn, nó cũng được chào bá lửa chứ. Thì cây này là từ bữa giờ cắt phân các bạn, không có vô phân á, để cho để mình đứng đi thì nó mới không có trồng, nó không có bị hư các bạn. Dễ năng vàng đất luôn, cây này cốt bự dữ lắm các bạn. Qua nè, cốt bự cái này nè, đó đang bứng các bạn, để mình đem vô cái mình sang cái chậu ra cho bạn xem cái củ nó cỡ nào ha, rồi mình vô luôn các bạn. Đây mình đem về nhà các bạn, thì mới vô bầu được có ít thôi. Anh em đằng kia đang vô bầu kìa. Đó. Thì cái cây nó bự khủng lắm ơi. Đây nè, trời đất ơi. Đầu một mai. Từ trước nay luôn các bạn, từ lúc tới giờ là mình giao lưu các bạn là biết bao nhiêu lô, chứ cái lô này bự nhất nè. Cái rễ của nó là bằng ngón tay của mình các bạn, ngón tay cái mình luôn nè. Cái cốt trên đây nó bự chà bá lửa nè, bằng hai ba ngón tay mình đó. Ha. Rồi nè. Đó. Rồi cái chân dài của nó đó thì cái gan của mình là hai tắc các bạn, thì lên tới cổ nè, hơn hai tắc nè, thấy không đó, củ nào cũng lấy trà bá lửa luôn. Mình vô luôn các bạn, chỉ có 200.000 một cây các bạn. Cái này là do các bạn biết sao mà rẻ không, cái này là cây của mình nha bạn, cây của mình trồng ra, thành ra mình mới bán cái giá rẻ cho bạn thôi đó. Thì một cây chỉ có 200.000 các bạn nè. Ở trong đây á thì cũng có một số cây nó hơi nhỏ, mình đã lựa rồi, tức là mình lựa nó đều rang hết trơn các bạn nè. Ha, bạn thấy là ở trên là cây này là cây chủ yếu là cây cắt tán các bạn, cắt tán rất là tròn luôn. Cái này là mình đã cắt mấy lần tán rồi, thành ra nó được như thế này. Thế nào, ở đây mình có cái cây này nè, các bạn nhớ cái cây này mình cho luôn các bạn được rồi, 200.000 một cây nè, nó quên 100.000 một cây nữa các bạn. Các bạn soi cái cây 100 với cây 200 không, thì nó trời giật luôn ha. Cái cây này thì cái rễ nhỏ xíu, cây này cái rễ ba lớn nha các bạn. Nè cái rễ này, rễ của cây này nó bằng ngón chân cái mình luôn, ngón tay cái mình không có chi nhê chứ mà nó chân dài các bạn, nó dài lắm thì cũng ha. Đó, mình so sánh cái cây nhỏ với cây bự cho bạn xem. Cái cây này mình bán 100.000 nè, đây nè các bạn, mình mới giao lưu của bạn 100.000 nè. Thì hôm nay là cái đám này là mình hai năm trời các bạn, trồng hai năm trời nè, nó mới để cái chai keo Mỹ Tiến cho bạn xem ha. Nè lúc bữa mình giao lưu các bạn chai keo Mỹ Tiến với cái cây nó bự lớn đây. Bây giờ chai keo Mỹ Tiến các bạn thấy là để vô nó có nhiều nè. Đó. Ha. Cây xì xì nè. Thì cây hàng khủng các bạn. Nè để em lấy chai keo Mỹ Tiến bự mình lấy bỏ đây. Chai keo Mỹ Tiến bự. Ha, tưởng tượng được không? Nó lớn hơn chai keo Mỹ Tiến bự luôn. Đó. Ha, cây keo nhỏ nè. Ở này để vô vậy bạn biết cái cây lớn cỡ nào. Quá trời lắm. Ha, à, chân dài. Chân dài tới nách luôn ạ. Đó. Nè, cái cẳng của mình cái đầu gối mình ngang nè. Đúc cái cây này vô là nó ngang cái đầu gối mình. Thấy không? Đây. Ngang luôn các bạn. Được ha. Bằng bắp chuối mình luôn á. À. Bắp chuối mình luôn à.
Nói chung là cây này bự lắm bạn. Cây này á, thì từ lúc tới giờ mình vô lũ bạn biết bao nhiêu lô hồng mai rồi. Chỉ có cái lô này là bự nhất. Thì mình nói các bạn là do là mình bán rẻ là do cây ở nhà trồng ra bạn ơi. Chứ không phải cái cây mình mua lại. Thành ra cái giá nó quá rẻ, các bạn nói sao mà rẻ như nè. Cái cốt cây cỡ này. Một cái tay mình bóp không có thể nào hết được rồi. Nó chỉ hai cái tay mới hết thôi hả? Cái chậu của mình với đây gì nó gì nè, nó chỉ nhỏ hơn cái chậu xíu thôi đó. Đó. Cây nào nó bị chà bá nè, chỉ có 200.000 một cây các bạn, được không? Thì ở đây mình đang vô chậu các bạn, còn nhiều lắm, mình mới vô được có mấy chục cây thôi. Thì số điện thoại mình để trên màn hình ha. Các bạn gọi số điện thoại trên màn hình chứ không có, đừng gọi cô Nhiên, tại vì cái này là ở dưới Sa Đéc nha các bạn, chứ không phải ở Tây Ninh. Mình có hai cái chỗ ship hàng đó, hai một chỗ ở trên Tây Ninh, còn một chỗ là ở Sa Đéc nha các bạn đó. Thành ra là cái này là ở Sa Đéc, các bạn đừng gọi cô Nhiên ha. Đó, thì hôm nay mình có cái lô hồng một mai khủng, nói chung là hàng khủng các bạn. Thì cái cây này á, nếu mà các bạn cắt cốt thì có thể mình có làm clip cắt cốt cho bạn xem rồi nè. Ví dụ như mình cắt ở đây nè, cắt này ra nè bạn, thì mình cái ngọn này trên ở đây mình tạo tán hoặc mình để hơi nghiêng tí xíu thì mình cắt cho tới này nè, để mình quánh cành rớt các bạn nè. Đa số là cái cây hồng mai á, thì nó có cái bộ rễ nó con nghẹo lên, thì mình có thể mình để nghiêng thì mình tạo tán rớt được hết trơn à, cây nào cũng được hết trơn á. Cái e của nó vậy đó. Còn nếu mà các bạn mà không cần cắt cốt á thì cứ để gì chơi thôi, bởi vì cái tán này nó rất là tròn các bạn. Cái tán là do là cắt nhiều lần á, bạn thấy không, cắt nhiều lần á thì cái tán nó mới tròn nè. Thì thường thường á, cái mấy cái cây đợt trước mình giao lưu bạn á, thì cái tán nó không được tròn lắm, do là mới có trồng có 5-7-8 tháng kìa, còn cây này tới 2 năm nữa các bạn. Thành ra các bạn thấy là cái tán nào nó cũng tròn, bộ đế thì nó bự gì ha. Đó, nó tròn ổn cái tán nè, cái tán này các bạn là cứ ra cắt trước là nó tròn, cho nó xè ra các bạn, cho nó xè ra là nó tạo ra y cái nấm luôn á. Hai bạn thấy là cái cốt của nó này rất là tròn luôn, đều luôn á. Đó, thấy không? Thì cây nào cũng như cái nấy à. Nè cái này hơi nhỏ nè. Nè các bạn nhớ nha. Mình không có giao các bạn cái cây nhỏ xíu gì đâu. Nè, cái cốt ngón tay này đưa vô nè. Ở dưới đây thì cũng hơi bự nè. Nhưng mà mình giao các bạn là nó phải bự hết trơn đó bạn. Mình mới giao đây nè, bự chà bá lửa các bạn nhớ không? Ha. Đó. Đây cái cốt nó bự chà bá mà ha, đó vậy nè, mình mới giao ha. Cây nhỏ mình lựa ra, mình không giao đâu, thì nay mai mình sẽ cái cây nhỏ mình để lại mình giao luôn riêng. Thì nó không có nhiều đâu, nói chung cái này thì nó bự lắm, mà nó đều lắm. Lô này thì nãy mình quay ở ngoài ruộng cho bạn xem đó, là nó đều rang à, cây nào cũng như cái nấy chưa, không có mấy cây nhỏ thôi. Nói chung thì mình lâu lâu cũng phải có cây nhỏ thì mình đã lựa ra rồi ha. Đó, nó nhỏ lựa ra. Thì các bạn thấy là cái cây này cho mình hình như nhảy cho đó, có cây 100.000 đó, đem ra cho bạn nhìn, các bạn biết được, tưởng tượng được cây nha, 100 với cây 200 như thế nào à, nó lớn hơn cái cây 100 nhiều các bạn, tức là thay vì 200 thì gấp đôi à, thế nào, nhưng nó bự khủng lắm đó, nó bự hơn gấp đôi các bạn, để xuống thì nó xíu xíu rồi nè ha. Đó, cái gì nè, quá trời luôn, là cây khủng rồi đó. Một cây chỉ có 200.000 ha, tha hồ mà lựa luôn. Cái này không lựa bạn, mình đã lựa sẵn rồi đó. Các bạn chỉ có gọi số điện thoại trên màn hình là mình giao thôi ha, mình đóng thùng giao. Còn cây này á thì các bạn thấy là khi mình búng về đó thì nó nguyên cục như thế này bạn, các bạn thấy không, nguyên cục như thế này, thì cái bầu trên nè đó, mình sổ cái bầu trên ra thì cái bầu dưới này nó còn nguyên cái rễ các bạn. Đây, toàn bộ là nguyên rễ hết, thì mình đã để cái bộ rễ này vô trong một cái bầu mới ha. Thì các bạn khỏi lo là cái cây này nó bị hư, thì mình bán cái cây này á thì mình bao cho các bạn luôn ha, mình bao hư cho các bạn, nói là nói gì chết thì mình bao á, không có bao giờ chết được cái này, bởi vì mình vô là nó còn nguyên cục này nè, các bạn thấy không đó. Mình chỉ vô cái đoạn này vô trong cái bầu đó, xong rồi là mình nó còn nguyên cái rễ đó, là mình chỉ xịt nước ở trên cho nó bung cái phần rễ trên ra cho các bạn nhìn thấy thôi, chứ thực ra thì rễ nó còn nguyên dưới á, thì các bạn biết hồng một mai à.
gửi nó như thế này thì không có thể nào mà nó hư được trơn á ha. Đó, bạn đừng lo. Rồi bây giờ mình để số điện thoại trên màn hình các bạn, mình nhắc lại là 200 ngàn một cây ha, cây nhà lá vườn giá nó bèo xì nghèo luôn đó. Thì các bạn cứ gọi số điện thoại trên màn hình ha. Rồi mình xin chúc các bạn có được một cái cây để chơi cho đã ha. Mình xin chào, hẹn những cái video tiếp theo.